đây là nó như thế. Cái đề này hay nhỉ. Nhìn qua ấy thì bệ này dối bệ lắm, không thoát bệ không rõ ràng. Non. Non. Tôi nhìn thấy cây nào có cây kinh quýt kia đẹp nhưng mà em mà nhìn cái loại có gai. Em nhìn cái cây quýt từ phía trước. Biết là đẹp nhưng mà lại có gai thì cũng biết chơi. Kinh quýt miền Bắc này thì hơi ít mà lại dài này thì hơi ít. Nhưng mà chơi cái loại có gai thì chơi thì không khoái. Đúng xem cái tùng mini này xem. Tìm xem chủ ở đâu mà chưa thấy. À, chưa thấy chủ à? Vừa loanh quanh đây đâu rồi. Cái này để bàn được cái bác. Báo giá là đấy, cái này. Không báo giá là. Giày này quay đấy, khó nhìn quá. Là anh mới nhắn này nó chênh lệch nhau hẳn như thế, em hiểu không? Ừ, thế không thì nếu mà không thì em thì gửi cái mã mẫu. Nguyệt Quế Thái thì phải, Nguyệt Quế gì? Nguyệt Quế Trà mã đây. Em hiểu không? Nguyệt Quế Trà mẫu không còn. Cái này là cây gì đấy nhỉ? Nguyệt Quế sao? Nguyệt Quế à? Đây cây Nguyệt Quế này hay này. Không, cái đấy là cây Nguyệt Quế Trà. Nó giống cái Nguyệt Quế Thái đấy nhỉ? Chắc hình như không phải chắc. Không phải chắc. Có chắc nhưng mà chắc cũng không đẹp. Nếu mà chắc thì phải có cái thân. Thì thế có không đẹp. Đây là cái rễ người ta ủ lên cũng lên chứ anh. Em nhìn lại nhầm là cái Nguyệt Quế. Vâng. Mình quay cái này đang lên YouTube à? Đâu quay về xem. Quýt mà phải có gai. Không, quýt thì không có gai. Cây này chú mới sửa à? Mới bấm cái nó. Đây, mấy hôm trước tôi thấy thích cây này này. Đây, nó dài dài ra đây mới bấm cái sẵn. Ở miền Bắc mình có... Chơi có gai nó đâm vào người, ghét. Ở miền Bắc mình ít kim quýt. Chơi ghét. Còn cái kim non. Như cây này thì bao tiền? Quýt bao tiền chú? 3 triệu. Kim 3 triệu là đắt nhất trong cái dòng cây trong miền Nam mang ra. À thì nó có gai là kiệt thích nhưng mà nó lâu mới được như thế này nó mới đắt. Nói chung là nó không đơn giản mà được như này đâu. Thì nó mất thời gian đó. Con cây này bao nhiêu? Cây Nguyệt Quế của anh chú. Nguyệt Quế nhìn lá hay nhỉ? Nó già nhìn mực cười. Hai loại. Nguyệt Quế là có hai loại, một loại to một loại nhỏ. Cây này hay đấy. Cây này bao tiền ạ? 3 triệu. Cháu sang cháu quay cái cây đấy kỹ tí. Hả? Sang cháu quay cái cây đấy kỹ tí. Cháu thích cái cây. Hẳn sang đây là xong ngồi đây mà quay. Cháu thích cái cây đấy đấy. Ở đây có nhiều cây lạ, thải châu. Cây thì cháu biết hết nhưng mà cái cây Nguyệt Quế như này là cũng ít đấy. Điệu cây. Dáng này hay đấy.
Bệ cũng có bệ. Bệ cũng có, cũng đẹp. Thế cây này mà không có bệ thì được cái cành vuông, nói chung là khá kỹ rồi. Về chơi thêm tí tay tán à. Không, về mình chơi thêm chứ nếu mình này mình đét rồi, đét lắm ạ. Thế bảo là chơi có cái dáng rồi, chỉ tay tán làm kỹ lại thôi. Xuống cái cành thì đẹp. Ngọn cũng đẹp. Nói chung là khá hài hòa. Xanh mướt nhỉ. Lá như thỏ này loại lá như thỏ. Này có hoa thơm nữa thì tuyệt. Cây này đang quả. Cái giống kim quýt mà nó bán búi búi mà kia là giống khác chứ nhỉ? Giống này là giống chuẩn của nó. Giống kia lá bằng bàn tay mà quả to. À, đấy là cây quýt rừng. Thì đấy, nó cứ gọi là kim quýt đấy. Cây này thì ít, còn cái cây đấy thì vạt ngàn. Phiên trước cháu ngắm cây này mãi. Mình chơi đẹp chứ thì gai kệ đấy chứ. Nói chung là ông ấy cứ nói thế thôi. Quýt thì phải có gai. Cái cây hoa hồng có gai đắt như rồi. Hoa giấy đúng không? Đúng rồi. Nhưng ngày xưa thì hoa giấy lại ít người chơi. Giờ hoa giấy thì lại có cây hoa giấy mà chuẩn tí thì... Cây hoa giấy hả chú? À, cái cô có thích mỗi khi cái cô hay ngồi đúng không ạ? Ừ, đấy, thế là vợ mình ý. Cháu hay vào đấy chơi mà, hay quay ở trên đấy. Bây giờ mới có mảnh vườn ở dưới đầu dưới này. À, đây à? Mới hả chú? Đẹp lắm, tầm mang nhiều bố đường to lắm. Có nhiều bonsai nhỏ hả chú? Bonsai nhỏ có. Thế bây giờ chuẩn bị là chuyển về đấy hả chú? Không, bây giờ thuê thêm một cái nữa cho thằng con đấy, thằng con trai đấy, thằng cao đấy. À, ở chỗ nào chú? Đi qua nhà bà nó, đến cái đúng cái bốt điện. Nhưng mà cũng trong khu này à? Đúng thẳng cái đường này. Đấy có tí. Lúc nào có cây nào đẹp đẹp cho ra cho quay tí. Về cho anh em chiêm ngưỡng. Bây giờ chỉ đến có ít mẫu đơn đẹp lắm. Mê lắm, xem đi xem cây này mê lắm. Cháu thích cười mỗi cây nguyệt quế hai cây này đây. Quay xa tí. Quay ra đi. Chưa? Chuẩn đấy. Quay già lắm rồi. Bởi vì cái giống này nó chậm lớn lắm. Được cái gốc như này lâu đấy. Người ta không biết, người ta cũng chê. Cháu chỉ đi tìm nhưng mà để lại xem đã. Sam trái đúng không? Cây này thì bao nhiêu chú? Cây này. Vâng. Hải Châu đó chú nhỉ? Đúng rồi. Có ai cứ nhìn vào cái màn hình này cứ tưởng vì cái sam. Sam núi á. Sam núi kia như con loạt. Đúng rồi. Chú lấy được nhiều cây hay đấy. Ông chê, không chê, cái phi lao đi. Ông nào chê? Ông dưới dạ. Không cây lao vừa. Cây phi lao này hay đấy nhỉ? Không, cây lao không vào mắt đấy. Sao, nhiều cây thích quá nhỉ? Phi lao đẹp cái này nhỉ? Đắng làm kỹ nhỉ? Bông biết kỹ nhỉ? Đây, xem cây này cái. Ôi, tay này vẻ bao giờ được như này. Lâu lắm. À, bông răm nó kỹ. Cây này thì bao nhiêu chứ? Cây nào? Cây phi lao. 2,5. Chín cây này thì ngon, rẻ hơn cây kim quýt kia nhỉ? Loài kim quýt thôi đó. Đúng rồi, nó ít. Kim quýt này nó phải tiền chục. Đúng rồi. Cháu mê cái món đấy lắm. Vào Nam chỉ thích tìm cây kim quýt. Mình cũng miền Nam ra đấy chứ. À đấy. Nhưng mà ngày xưa cũng là bonsai đấy, trong đấy. Bonsai, siêu bonsai trong đấy. À, thế thì bây giờ chẳng nào có những cây... Thành phố Long Xuyên nhão. Long Xuyên với... Long Xuyên, Sa Đéc biết chưa? Sa Đéc thì là chủ yếu là cây hoa. Rồi. Còn thế là phải Long Xuyên. Rồi. Long Xuyên với Cần Thơ. Cần Thơ. Rồi. Cây me này thì bao nhiêu chứ?
me sẵn là 3 triệu 2. Cây này chắc có quả rồi chứ nhỉ? Sẵn là 3 triệu 2. Nó bê đi nó mà cái lái xe nó cứ buộc không thẳng. Cây này nó có cái bệ được đấy nhỉ? Dạ. Già, già cỗi. Mới, cũng mới lên phôi lại đấy đúng không chú? Cây này... mình mua ở đây. Nó cũng miền Nam nó mang ra, thế nhưng mình mua tại đây. Cây này mà đến mùa nó có quả thì hay đấy. Vuông trùng quả, cái tay vuông nó xuống rồi. Xuống đấy. Đấy, nó trùm. Tuyệt vời đấy. Già nhỉ. Cây này không biết rồi. Mấy chục tuổi rồi. Nhìn cái rễ nó rêu. Mình còn cây linh sam hoa màu trắng. Đang để ở nhà chứ? Kia như à. Hoa màu tím rồi. Những cái à đây đây đây, cái cây lúa này gì? Cái lúa này này, cái này này. Hoa màu trắng này như. Đúng rồi, cái, cháu biết cái giống này. Ba chia. Trong kia gọi ba chia. Ba chia. Nó cái ba cái gai nó cứ chìa chìa. Đi buôn gọi là cây ba gai. Đúng rồi, mình miền Bắc này này. Miền Bắc mình cứ gọi là ba gai đấy. Nhưng mà trong người đàn nó mê cái này. Thì bây giờ là chủ yếu cơ linh sam này. Bởi nó dáng nó đẹp. Nó rất là bè. Mà rễ của nó bệ nó đẹp. Sống cũng sức sống cũng dai. Đây là cây sam thỉnh con công này nè. Cây sam này sam núi. Sam núi đâu. Thế vừa nãy cháu nhìn cái cây này trong camera cháu tưởng cái sam núi. Cái Hải Châu. Đây cái con phi lao này hay. Phi lao đi. Quất quá. Đây con sam này thì to. Có cây na. Đây là làm gì quên cái tên này. Sơn liễu đúng không chú? Sơn liễu có cái rễ quái nhỉ? Cái sơn liễu là bao nhiêu chú? Sơn liễu... 1,5 triệu. Cây kia cháu vẫn cứ nghĩ nó là cây... Cây quế. Không phải. Cây mà có cái... chậu tàu này này, đường vuông này. Cây thác đổ này này. Cái gì chứ? Không phải cái gì chắc hay là cái gì? Chắc. Giống cái cây quế. Giống cái nguyệt quế. Vâng. Có một giống nguyệt quế rất giống cái cây này. Giống nguyệt quế lá kép ấy. Cây sam kia vừa mới hết hoa không có thì mà trái đấy nhỉ. Cái hôm trước cháu nhìn nhiều hoa lắm. Đấy thì già, cây già kỹ lắm rồi. Cháu cứ tranh thủ làm là cháu vậy. Ra đây nghe hết tí không, không chịu được. Xanh xì các cụ ngày xưa đẹp đến mấy giờ cũng chỉ thường thôi. Giờ chơi mấy cây. Ôi, bây giờ mà lên rừng mà kiếm được cái mẫu đơn mà nó gốc nó bằng này thì có giá lắm. Đây, cây sam này. Tán nó to, mà quay phải ngay, cao lên mới nhìn rõ. Cây sam này thì chú đang để bao nhiêu đấy? Cây sam này. Lá dí này. Bao nhiêu chú? 2 triệu. Hợp lý ấy nhỉ. Quay xem anh em là thích thì ra lấy. Mai lại phiên rồi. Ngồi thế này đến sáng mai luôn đúng không chú? Đến chiều mai luôn đấy. Đấy. Cây này. Để ta kỹ ghê. Cái này mà làm cái chậu ngon ngon rồi nữa thì... Chậu... cái này có cái chậu đồng nai. Đúng rồi. Không cần tàu, đồng nai cũng được.
thì nó khác ngay, giá nó không còn là 2 triệu nữa. Đấy. Chú là tên chú là chú gì chú nhỉ? Lập. Vâng, mỗi khi cô cháu cứ ra chứ bảo cô cho quay ít. À, nói chuyện cô hay, hôm nọ cô có cái cây trà phúc kiến cô cắt ấy. Cây có tỉa lá hay phết. Cây giờ không thấy mang ra chú nhỉ? Bán rồi. À bán rồi. Cây bán bao nhiêu chú? Đợt đấy cháu vào xem thích cái cây. Già. Ờ, mình còn cây sơn trà. Sơn trà. Cũ trao này đúng không chú? Cái sao đi vào anh nhỉ? Vâng. À, cháu phải sắm cái máy quay nữa. Mai mình có một cây mới gia đình. Kia không cây cũng hoành tráng cái chú. Không, cây nó khoảng này thôi. Này. À. Thế nhưng này nó lại đặc biệt hơn nữa đây là màu tím. Mu gia vị mà màu tím á? Cái lá kia lên là màu tím. À. Lạ thế. Cái giống ấy cháu chưa thấy bao giờ. Thế là vì lạ. Nhưng mà nó bị thế hay là giống nó như thế? Giống loài như loài đấy. À. Là bị tía. Cái trang này nhìn đơn giản nhưng hay đấy. Cái kia mình 25 mình lên có một cây muội hồng đấy. Nghe thấy thích quá nhỉ. Đấy cái cũng cũng gia bì này. Buộc sáng hơi tối. To vật vã. Tính năng có cây cần phút to hơn à. Vậy kỹ cái cây này. Người khác à? Người khác, đúng rồi. Thì nào? Đinh Lăng ơi! Đinh Lăng. Cái Đinh Lăng này bao tiền này em? Gì mà đắt thế? Nhà con này nhỉ? Vâng. Đây là nhỏ này thôi. Đây là mẹ. Đấy, quái làm gập nó lại quái. Đây là mẹ miền Bắc. Thế bảo là gập được nó lại này cũng bao lâu rồi? Được đấy, cháu thích cây của chú. Em không được cái kiểu đấy đâu anh ạ. Em chưa được cái kiểu đấy đâu. Vốn, em biết thế nào là vốn. Nói thế thì đi buôn biết thế nào là vốn. Biết thế nào là đủ vốn nhây. Cái mê này là bao nhiêu chú? Cái mê này bao nhiêu? 800. Xinh lắm. À. Bệ này mà to hơn một tí thì mình hết. Cũng đẹp. Đấy 30 đây nè. Không không anh ơi. Đấy chú, giờ nghệ nhân phải làm nào cho cái này, nó đoạn này nó to ra. Trả cho nó rất đơn giản. Thít vào đấy. Nhỏ lên. Chú làm gì? Nhỏ lên, làm như kiểu miền Nam. Nhưng mà làm như nào ạ? Nhỏ lên cái này là ăn nó ưa là ưa cắt vàng. À. Đấy, thằng me nó ưa cắt vàng, nhổ lên dùng xòe dễ cắt lên trên cắt vàng. Thế nên đặt sơ dừa lên trên. Nó dễ sống luôn. Nó bám cái mạng này. Đấy. Thế thì cây này thì nó lại hoàn hảo. Hết rồi, còn mỗi 40 thôi, có bán thì bán. Thằng miền Nam của nó, tại sao nó làm được cái bệ là nó trồng bằng cát. 100% bằng cát hết. Thế xong mỗi lần nó cứ nhấc lên. Có đấy. Cháu thấy nó để vào cái rổ ấy. Đây, mỗi lần đấy nó về nó bằng cát. Dễ nó rất là đều. Bằng cát nó cứ nhấc được lên, có vậy. Dễ rất đều. Chơi nó phải có nghề của nó như thế. Không vội được.